Cô Stephanie Hanrahan, sống tại Mỹ, là bà mẹ của một cậu con trai và là bốt dơ có tên Tinh Leherban. Mới đây, cô chia sẻ về một sự cố kém thấy khi các con đi học ở trường. Hôm đó, khi đón con trai trở về nhà, Stephanie thấy con có vết yêu đương ở tay. Stephanie kể lại, ngày hôm qua khi con trai về nhà với một vết cắn trên cánh tay, suy nghĩ đầu tiên của tôi là không có vấn đề gì. Cánh tay của con đã được dán băng Evo, cô cậu vẫn cười rất tươi. Nhà trường cũng cho biết khi bị người chơi cắn, con không hề khóc. Tôi đủ tin cậy các giáo viên sẽ biết cách giải quyết với người chơi đã gây ra lỗi cho con tôi. Con trai của Stephanie Hanrahan bị người chơi cắn nhưng vẫn tươi cười kể lại chuyện với mẹ. Trong khi các bà mẹ khác, dì xót con, phản ứng bình kém khi thấy con bị người chơi cắn sẽ quay ra mắng người chơi gây vết yêu đương cho con mình, trách cô giáo không quan tâm, trách bố mẹ cậu người chơi không biết dạy con, còn với Stephanie cô lại có những lý lẽ và sự phân tích rất thấu đáo. Tôi có cần phải buồn vì chuyện đó khi con trai tôi không hề buồn hay bực tức gì? Tôi có cần phải đổ lỗi cho đứa trẻ khác? Chắc chắn là không, Stephanie giải thích. Sự điềm tĩnh trong ứng xử của bà mẹ trẻ đã được cư dân mạng khen ngợi hết lời khi cô đăng tải câu chuyện của mình lên Facebook. Trao đổi với phóng viên khi được hỏi về sự việc, bà mẹ trẻ cho rằng việc bận đổ lỗi chỉ dễ chơi là cách trẻ em học hỏi và đôi khi xảy ra sự cố trong quá trình học hỏi đó. Chúng ta đang dạy những đứa trẻ phải có ý chí, cách suy nghĩ riêng và đôi khi cách riêng của mỗi đứa sẽ khiến chúng ta thất vọng, muốn điều chỉnh. Tất cả chúng ta đều đang thực hiện công việc dạy dỗ con cái. Vì thế trong tình huống này, bố mẹ không nên đổ lỗi, miễn là bố mẹ của người chơi gây lỗi và giáo viên sẽ giảng giải cho người chơi đó hợp lý để lần sau không tái diễn. Con trai tôi chỉ là nạn nhân của một người chơi cùng lứa tuổi vẫn đang phải hoàn thiện tính cách và tôi thấy sự việc không có gì để hờn. Bố mẹ chính là tấm gương để con noi theo. Tính cách của cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của con khi trưởng thành. Bởi vậy, bố mẹ càng cố gắng cư xử điềm tĩnh, bớt nóng nảy, kiềm chế cảm xúc tiêu cực thì càng tốt cho tâm lý và sự sản xuất của con mình.